mình đi chợ hoa ở City Farmer Market nè. Để coi người ta bán sao. Đem đi tới lấy cháo lòng. Cái này là người ta bán cháo nè mọi người. Cháo lòng 11 đồng một phần. Cho mình đi vô coi nè, đó là cây mai nè. Cây mai. Đó. Ủa cái này là tháp gì mẹ Bánh Ninh hả? Bánh Ninh. Cái này tới 100 đô. À cây vàng này, cây vàng lá vàng này. Này là để cúng ông bà giao thừa phải không? Chờ cho bầu cua cá cọp. Đây là cây mai này. Cái này là quê một nhánh mua một bó hoa đào với một bó hoa đỏ. Hoa đào đỏ với hoa mai vàng. Lì xì. Ở đây có bán cây tắc nè mọi người. Đó, cây tắc nhỏ này là 69 đồng. Tắc này là tắc trái tròn nè. Đó, thấy tắc trái tròn nè mọi người. Đâu tắc trái, hình như người ta nói tắc tròn là tắc Việt Nam. Còn tắc già là tắc Mỹ, tắc già chua hơn chút xíu. Đây là tắc tròn nè. Qua wow, cái cây cao này là 159 đồng nè. Đó. Ở đây là không có thiếu cây tắc để trưng Tết luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Người nào tới sớm là được lựa cây đẹp. Cao mà đẹp mà nhiều lá, nhiều trái. Đây. Ủa hình như cái này là tắc dài nè. Tắc dài nè. Cái cây này là rõ ràng hơn là tắc dài nè mọi người. Đó, cái tắc dài nha. Cây xâm xê nhiều trái luôn. Đem về là chân Tết được rồi nè. Đây là cây cao nha mọi người. Một cây như vậy là 159 đồng. Tắc dài với tắc tròn hình như ngang giá, không có thấy khác biệt giá gì lắm. Cái này là hoa lan nè, hoa lan. Hoa lan nè mọi người. Hoa lan thì một chậu là 69 đồng cho một chậu. Wow, cái cây hoa đỏ này cũng đẹp quá chừng nè. 59 đồng cây hoa đỏ nè. Để quay gần lại cho mọi người coi nha. Cái này mọi người, hoa lan hồi nãy nè mọi người. 69 đồng một đậu, một chậu á. Đó. Đó đỏ xanh xanh. Cây này cái hồng mơ hả? Đâu? À đây. Nó đời này cây hồng mơn 8 inch 69 đồng. Ơi mẹ. Có cả hoa cúc nè mọi người. Cúc đại đoá. Cúc đại đoá 24 đồng một chậu. Nè. Này có bán ly luôn nè mọi người, ly. Một chậu ly là 15 đồng ly. Còn cúc là nhỏ là 12 đồng 99 một chậu nè mọi người. Thấy không? Ở đây nhiều lắm. Nhiều quá ha ba ha. Nè, nguyên một vàng cúc luôn nè. Mẹ lấy hoa lây dương đi. Lấy hai bình đi mẹ. 10 đô một bình. Nên bình. Đó nè, thấy không? Hoa lây dương đẹp cơ chứ mọi người. Lên. À, đó lấy cái bó đây đi. Nè bé bơ, bé bơ. Bé bơ cầm. Đó hai bình. Nặng quá bơ. Nặng quá bơ. Đây là laser nè mọi người. Một bình là 9 đồng 99, 10 đồng một bình. Cái này là mức quà Tết nè. Cái này là mình quay xung quanh cho mọi người thấy cái chỗ mà bán hoa tươi nha mọi người. Có bán cây tắc nè. Cây mai thì cây mai tươi có mấy cây ở ngoài kia. Mà bán tỏi nó không có nở thôi. Dạ nở chứ. Năm nào giờ cô đợi nước vô là đều nở hết á. Đổ nước ấm cho nó mau nở hơn. Hôm nay đi chợ hoa vui quá mọi người. Gặp người Việt mình nhiều lắm. Mình xếp hàng mình tính tiền nè. Ngay cổng ra là có chỗ quầy tính tiền nè mọi người. Cho nên cũng thuận tiện nè. Có lấy thẻ, có lấy tiền mặt hết.
đưa từng mặt hay từng thẻ nào cũng được nè. Cái này giữ lâu tới Tết không chú? Cái này giữ lâu tới Tết không, có thấy nó nở hết trơn. Ủa nhưng mà cái chợ hoa này tới khi nào có chú? Bữa nay qua nay hết rồi. À, bởi vậy con mới mua chứ. Sáng nay muốn muốn mua nữa phải vô chợ. Vô chợ, à, chợ thì con không sợ, không sợ không có. Mua được hai bình bông Huệ này. Rồi cảm ơn chú, chúc mừng năm mới chú ơi. Này cái cây này hoa mai này. Ủa hoa mai vậy rồi sao nó nở kịp Tết ta? Rồi bây giờ mình đi quay lại mình lấy trái lòng nè mọi người. Mình mua ba hộp trái lòng. Ủa có chỗ bán áo dài nữa kìa. Đầy nhóc rồi nè. Bán cái gì ta? Ui bán vịt quay. Hello hello. À gà nướng, gà nướng. Gà nướng, gà nướng. Cái này là đùi gà nướng. Cái này là thịt. Sausage. Spicy sausage. Spicy sausage. How much for one chicken? The young lady, old lady, soft, chewy, $20. $20 each? Yes, ma'am. And this one is pork belly. And two. Pork rib. Cái này là hình như sao xà hay gì ta? À gỏi, gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ, cái này là bánh cam. Nước mía. Rồi mua lên nước mía đi. Một ly nước mía bao nhiêu cô? $7 một ly nước mía nè mọi người. Ép liền tại chỗ, ép liền tại chỗ luôn. Coi áo dài, áo dài. Áo dài cho con nít. Để thương chưa? Nó đủ kiểu, đủ kiểu. Cho lòng hồi nãy nè mọi người. Cái này có ba bánh chân, bánh tét nè. Bánh tét này 22.99 một đòn. Cái này là lòng nè. $7.21 một phần. Cái này là cái gì? Cơm cháy nè mọi người hả? Chân. Cái khu chụp hình Tết này. Mấy đứa nhỏ chưa vô chụp hình Tết này. Đợi nó lá rồi nè. Vui.